Hello. How are you? Okay. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một đề tài rất là thú vị. Nhưng mà đề tài này sẽ không bắt đầu từ cô mà sẽ bắt đầu từ các con. Con có xe đạp chưa? Ok, xe đạp. Con có bao giờ nghĩ là bỗng một ngày tự dưng con mất chiếc xe đạp không? Con có buồn về việc đó không? Con đã lên kế hoạch cho vấn đề nếu mất xe đạp thì chuyện gì sẽ xảy ra chưa? Chưa. Ok. Nhà con có ô tô không? Con có quý cái chiếc ô tô của mình không? Đương nhiên rồi, giống cô rất là quý đúng không nhỉ? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình bị mất chiếc ô tô đó vào ngày mai? Mình có buồn không? Sốc không? Rất sốc, ok. Ở đây đã có bạn nào có phương án là xử lý trong trường hợp mà mình nhỡ may mà mình mất xe đạp hoặc là có thậm chí là mình mất ô tô? Có bạn nào có cái phương án xử lý trong trường hợp này không? Hay là cái cảm xúc đầu tiên của con là gì, Hiền Minh? Điều gì xảy ra nếu ô tô đỏ của con bị mất? Khóc? Hét ầm lên? Cô mong muốn là nếu như chuyện gì, bất cứ một chuyện gì xảy ra, dù cái xe đạp mình yêu đến đâu, ô tô tuyệt vời đến đâu, ngôi nhà cực kỳ quý giá đến đâu, các con cũng không sốc. Các con có đồng ý không? Bảo hiểm, bảo đây là gì? Bảo vệ. Hiểm ở đây là gì? Nguy hiểm. Risk, nguy hiểm. Các con có bảo hiểm gì đấy? Bảo hiểm, ôi dồi ôi, rất giỏi, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế được sử dụng trong trường hợp nào? Con biết đến khóa học này là vì có một người bạn của con đã học, từng học ở đây và nói cho con biết. Và con biết và con học ở đây từ hè 2016 ạ. Con thấy thì con đã được dạy, con có thể hiểu, con được hiểu biết về lịch sử của đồng tiền và con có thể biết là biết tiết kiệm tiền như thế nào. Thường thì con sẽ làm việc nhà để kiếm được tiền tiêu vặt. Và con, tiền tiêu vặt của con chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là con chia sẻ vào các quỹ từ thiện và tiêu dùng và tiết kiệm ạ. Con biết khóa học này từ mẹ con. Mẹ con đã nói với con về khóa học này và con thấy thích thú, con đã tham gia. Bây giờ con đã tự cầm tiền, con có thể tự đi ăn trưa hoặc là con mua bữa sáng con ăn. Mình cho bạn nhà mình tham gia cái khóa đầu tiên là từ hè năm ngoái. Thì lúc đấy là gần như là mình chưa cho bạn ấy tiêu tiền nhiều. Tức là tiêu gì thì mẹ sẽ đi mua. Thế bạn có nhu cầu gì đấy thì mình sẽ đi mua cho bạn cái đó. Chứ chưa, ít khi nào mà mình đưa tiền cho con để con tự chủ động một cái kế hoạch tiêu chi tiêu nào đấy. Thế thì khi mà con học xong cái lớp học và mình được đến lắng nghe, mình cũng muốn để tìm hiểu xem là cái chất lượng của lớp học đối với con mình như thế nào, thì mình đã thêm được cái kiến thức rất là nhiều. Tức là cái việc đưa một cái khoản tiền hoặc là cho con một cái kế hoạch tiêu tiền sẽ cho con cái kiến thức và cho con cái tự chủ, cũng như là cho con cái trách nhiệm hơn trong việc là sử dụng đồng tiền mà mình đang cầm. Ở Việt Nam thì có một cái rào cản rất lớn. Tức là ông bà chúng ta, rồi cha mẹ chúng ta thường cho rằng là nếu như mình dạy cho tài chính cho trẻ em từ bé thì sẽ làm cho các con hư mất. Nhưng mà thật ra sự thật lại không phải như vậy. Bạn biết là qua cái việc chúng ta đào tạo về tài chính cho trẻ em, đặc biệt là cho các con hiểu về giá trị đồng tiền, thì cái thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn đem đến cho các em ấy không hẳn là tiền sẽ sử dụng việc gì, mà quan trọng là làm sao để bố mẹ lại có đồng tiền để nuôi các con. Và qua đó thì các con sẽ hiểu được là sức lao động, phải có sức lao động mới tạo ra đồng tiền. Từ đó các con sẽ biết trân trọng sức lao động và qua đó các con hiếu thảo, yêu thương cha mẹ hơn. Và theo mình suy nghĩ thì thật ra là học tài chính nhưng lại là học để cách yêu thương, có cái trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đó là cái thông điệp mà EduBeLive muốn đem đến cho các bé. Rất là thú vị là các con cực kỳ thích. Các con rất thích và đến cuối buổi thì thưa các con thường nói là cô ơi, cô có còn nữa không? Có còn nữa, bọn con rất là thích được trải nghiệm nữa. Đó là với các con thì bọn mình cũng chưa làm được nhiều đâu. Chủ yếu là cũng là cái mong muốn rất lớn. Sắp tới thì bọn mình sẽ cố gắng đẩy mạnh hơn. Nhưng phản ứng của con là các con rất thích thú. Bởi vì cái cách học chương trình nó khá là lạ. Tức là không học theo kiểu ở trong trường, mà các con học sẽ qua những cái trò chơi, qua những trải nghiệm thực tiễn. Và từ đó các con có được những cái bài học cho mình. EduBeLive thì có hai mảng hoạt động khá mạnh là mảng về tài chính và mảng về kế toán. Hoạt động của bọn mình sẽ ở hai phạm vi là đào tạo và tư vấn. Đối với lĩnh vực tài chính thì sẽ có hai cái mảng là tài chính cho tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp. Tài chính cá nhân thì trước hết là bọn mình đang phát triển rất mạnh ở chương trình tài chính cho trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi từ 5 cho đến 18 tuổi.
Còn lĩnh vực thứ hai nữa là về tài chính doanh nghiệp, thì bạn biết là hiện giờ thì Eduvilay là một trong những đơn vị mà hoạt động rất mạnh trong các hoạt động hỗ trợ về khởi nghiệp ở Việt Nam. Thì ở những mảng này bọn mình hoạt động khá là sâu, ví dụ như là bọn mình sẽ rất là quan tâm đến việc set up cái bộ máy quản trị tài chính cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam, rồi là đào tạo những kỹ năng về quản trị tài chính cho các chủ doanh nghiệp, và tham gia rất mạnh vào hoạt động về tư vấn về định giá, gọi vốn các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước cho các startup này. Bên cạnh kế hoạch đó thì bọn mình cũng là một trong những cái đối tác mà được các nhà đầu tư rất quan tâm. Tức là khi mà họ đã đầu tư vào các startup rồi thì họ rất là mong muốn có một người tin tưởng để có thể kiểm soát vốn của họ tại các doanh nghiệp này. Thì bọn mình cũng tham gia mảng này nữa. Đó là mảng về tài chính. Còn đối với hoạt động kế toán cũng như vậy. Hoạt động kế toán thì bọn mình làm cũng là rất là mạnh ở hai cái cạnh, cả về đào tạo và tư vấn. Đấy, thì đào tạo thì bạn biết là Eduvilay thì thường xuyên các tháng đều có những cái khóa học về đào tạo về kế toán. Các cái khóa học kế toán thì khá đa dạng, từ đặc biệt là có cái lẽ là lớn nhất thì sẽ là những cái khóa đào tạo kế toán tổng hợp và kế toán trưởng cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, và cả những đặc biệt là trong đó có những doanh nghiệp FDI. Mảng nữa là mảng về tư vấn kế toán. Thì chia sẻ là Eduvilay thì cũng là một người rất là có đam mê hỗ trợ các cái chủ doanh nghiệp trong việc set up cái bộ máy kế toán làm sao cho nó hiệu quả, chuyên nghiệp. Thì trung tâm bên mình đã có khoảng trên 4 năm hỗ trợ cho các cái nhóm khởi nghiệp cũng như các doanh nghiệp bắt đầu cái công việc, cái sự nghiệp kinh doanh của họ. Và trong cái quá trình mà mình làm việc với các nhóm khởi nghiệp thì bọn mình đối mặt với rất nhiều các câu hỏi cũng như là các cái nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái vấn đề về tài chính kế toán. Tại vì những doanh nghiệp khởi nghiệp ấy thì đa phần các bạn đều bắt đầu từ những người tay mơ, tay ngang, và các bạn không có nền tảng tốt, được đào tạo tốt về tài chính. Đấy là vấn đề chung của doanh nghiệp ở Việt Nam. Rất nhiều bạn thì chủ yếu là quan tâm về mặt kỹ thuật, các bạn sâu sắc hơn thì quan tâm về mặt thị trường, nhưng mà quản trị tài chính thì lại rất là non. Thế nên là các bạn có rất nhiều cái nhu cầu, cái dịch vụ liên quan đến tài chính kế toán các bạn muốn được hỗ trợ. Thì bọn mình cũng rất may mắn là trong quá trình đấy thì gặp được bên Eduvilay, các bạn bên chỗ Trang, các bạn đã giúp rất nhiều. Các bạn cũng giúp cho một số cái thông tin cũng như là hỗ trợ đào tạo và làm một số dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp đang được ươm tạo tại trung tâm mình. Thì nói chung thì là rất là tốt và giúp cho các cái doanh nghiệp giảm bớt được rất nhiều cái chi phí không đáng có, cũng như thời gian để tiếp cận các cái dịch vụ kế toán và các cái chuẩn kế toán của Việt Nam. Hồi xưa thì mình rất thích học văn và mình thì lại là dân chuyên ngữ, cho nên là thú thật là lĩnh vực về tài chính với mình là nó rất là xa lạ, nếu như không nói là nó sẽ ngược với cái style của mình. Đấy, thế thì khi mà thi đại học thì mình vẫn cứ chọn hai trường, đó là trường tổng hợp văn và trường học viện tài chính. Thì đều đỗ rất là cao ở hai trường này. Mình mất một tuần rất là vật vã để suy nghĩ là mình nên chọn cái chuyên ngành nào. Đấy, thế nhưng mà mình thì là chị cả của một gia đình có các em, cho nên là mình đã chọn hướng là về tài chính để mong muốn là cái tính cách của mình sẽ mạnh mẽ hơn, và từ đó mình sẽ có thể đỡ đần cha mẹ trong việc chăm lo cho các em. Mới đầu mình chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đó là cái là do tại sao mình lại đến về cái lĩnh vực về tài chính. Mọi người cứ nghĩ là tài chính thì là một cái gì đó rất là lạnh lùng vì nó liên quan đến tiền bạc, nhưng thật ra không phải đâu bạn. Tài chính trước hết là lĩnh vực tài chính kế toán là những lĩnh vực rất là khoa học, mà mình thì rất thích nghiên cứu những cái môn về liên quan khoa học. Ví dụ như thật ra thì mình ngoài kế toán, ngoài về văn ra thì mình là một người cũng rất thích về toán học, cho nên ở tài chính thì có cái tư duy logic rất là tốt. Tư duy logic đó làm cho mình rất là thích thú. Khi ra trường thì mình thi tuyển vào một doanh nghiệp nhà nước. Mình còn nhớ là thi 100 bạn thì lấy một hai bạn. Thì mình may mắn là ở trong được chọn ở trong đó. Mình thấy rằng là ở những cái doanh nghiệp mà lớn và bài bản thì cái hoạt động tài chính nó sẽ được có cái cơ hội để có thể phát triển hơn. Do đó mình đã thi tuyển vào doanh nghiệp nhà nước khá là lớn của Bộ Công Thương, đó là công ty cổ phần thiết bị Machino 1. Sau một cái thời gian cũng rất là may mắn là mình được giao rất là nhiều nhiệm vụ và được ban giám đốc cũng như là kế toán trưởng cũ của mình ấy là rất là bồi dưỡng nhiều. Và mình sớm trở thành kế toán trưởng từ khi rất là trẻ ở trong doanh nghiệp đó. Ở đó là môi trường rất là tuyệt vời. Bạn biết là khi mình lên kế toán trưởng ở đó thì lúc đó mình chỉ có chưa đầy 28 tuổi, tức là hồi đấy rất rất là trẻ.
Nhưng mà giám đốc là một người rất là tuyệt vời, bởi vì Bộ Công Thương bạn biết là đến khi các cô về hưu, đến khi các cô năm mươi mấy tuổi các cô cũng chưa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng. Mình là kế toán trưởng trẻ đến mức mà đến khi mà họp hội nghị của ngành về kế toán trưởng là mình không được mời vào, bởi vì là người ta tưởng là trẻ con đến đây chơi chứ không cho vào đây họp. Thế nhưng mà giám đốc đã rất là tin tưởng giao cho mình những công việc từ khi mình rất là trẻ, và từ đó là một những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với mình. Mình cùng với đương nhiên là cả một ekip, cả ban lãnh đạo và cả những chị em trong phòng tài chính kế toán nữa, để tạo nên một cái bộ máy kế toán mà trước khi mà mình rời khỏi đó anh chị đã làm việc rất là chuyên nghiệp, và tất cả những cái đó là gần như trở thành một thứ hành trang vô cùng quý giá với mình để trước khi mình bước vào một cái con đường mà sẽ phải đi một mình. Với mình thì nó không phải là ngã rẽ, với mình là một sự phát triển và hoàn thiện bản thân. Các bạn ở đấy cũng còn rất là khá trẻ. Mình nghĩ là cái mình cần phải có sự nối tiếp. Thật ra thì nó không phải là bước một cái là sang lĩnh vực đấy đâu. Khi mà mình là kế toán trưởng ở doanh nghiệp của mình ấy, thì mình được khá nhiều các trường đại học mời để đi giảng dạy. Mình có khoảng tầm 5 đến 6 năm là mình giảng dạy các trường đại học. Có lẽ đó chính là những cái cơ duyên đầu tiên. Khi mà mình tiếp xúc với các bạn sinh viên thì mình cảm thấy là các bạn ấy rất là tuyệt vời. Mà giá gì là mình có thể tự do để mình có thể truyền lửa cho các bạn nhiều nhất. Và từ đó cái ngọn lửa nó cứ nhen nhóm trong mình cho đến một ngày là mình nghĩ là chắc là đến lúc mình sẽ phải rẽ sang một cái con đường khác. Đến thời điểm hiện tại thì mình cũng khoảng 10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Còn cái thời gian mà cộng tác với chị Hồng Trang tại Edubin Life thì khoảng cũng hơn 3 năm rồi. Khi làm việc với chị Trang thì cái lớn nhất mình học hỏi được ở chị Trang đó là chị rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, rất là nhiều năm làm trong lĩnh vực là kế toán trưởng và tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Và đặc biệt là khi làm việc với chị Trang thì điều thú vị nhất đó là mình cảm thấy là chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Làm việc không lúc nào mình cảm thấy là chị hết năng lượng, và cái chính là cái năng lượng đó mà chị đã truyền đạt cho các bạn học sinh ở đó, là lúc nào cũng có niềm đam mê với nghề, và chị có lẽ là cũng là người mà truyền lửa nhiều nhất cho các bạn học sinh. Làm việc với chị lúc nào cũng cảm thấy không bị mệt mỏi. Cái mong muốn lớn nhất của mình ấy, khi mà mình tiếp xúc với các bạn ấy, là mong muốn lớn nhất của mình là các bạn có việc làm, các bạn có tự tin trong cái công việc của mình, và điều nữa là các bạn có niềm có một cái tình yêu đối với nghề nghiệp. Mình gặp các bạn sinh viên thì các bạn ý là có bị một cái khoảng cách rất lớn giữa lý thuyết và thực tiễn, và mình rất muốn là cái khoảng cách đó sẽ ngắn lại. Mục tiêu của bọn mình là các học viên ở bên mình thì bạn biết là sẽ được học 6 khóa liên tục. Nếu mình chưa hoàn thành thì sẽ có người nhắc nhở để các bạn cố gắng hoàn thành. Vì cái mong muốn lớn nhất của bọn mình, cả tất cả bạn mình, cả ekip, các thầy cô, là mong muốn lớn nhất là các em trở nên tự tin trước sau khi tốt nghiệp học, có được công việc làm như mong muốn. 80% các học viên của mình thì có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp học. Vấn đề lớn nhất của mình là trước khi gặp Edubilife là mình đã trải qua rất nhiều khóa học và cũng như là có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính kế toán. Tuy nhiên thì là mình cũng không cảm thấy yêu nghề và cũng rất là bế tắc. Thì đúng vào lúc mà mình cũng đang phân vân là không biết có nên đi tiếp cái con đường tài chính kế toán mà mình đã được đào tạo ở trường kinh tế quốc dân hay không. Thì tình cờ mình có tìm được cái trang kế toán Hồng Trang ở trung tâm, mình rất ấn tượng. Tức là trung tâm có một cái triết lý giáo dục mà mình thấy rất là hay, tức là giáo dục không chỉ là đổ đầy nước vào một ly mà là thắp lên một ngọn lửa. Tức là gì? Tức là muốn truyền cho đến học viên cái niềm đam mê về nghề nghiệp, không chỉ là kiến thức mà là những cái tình yêu đối với nghề, cũng như là cái sự lạc quan đối với cái nghề nghiệp mình đã chọn. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Cái cảm giác của mình là mình được sống với những điều gì mình mong muốn, mình được làm những gì mình thích. Có lẽ là không có cái hạnh phúc nào bằng là cái hạnh phúc là mình cảm thấy là mình được làm những cái việc mình thích. Và khi mà được giúp các em, được nhìn thấy cái ánh mắt rất là hạnh phúc của các em qua những cái trải nghiệm, qua những cái bài học, và các em cảm thấy rất là bổ ích. Có những bạn khi gặp mình là bạn bảo cô ơi, bao nhiêu năm đại học, bây giờ em mới thấy bừng tỉnh. Rồi có những bạn đã đi làm rất lâu, có khi 10 năm kinh nghiệm rồi, thì mình gặp mình cũng nói là cô ơi, bây giờ mới thực sự là em hiểu thế nào là nghề. Bây giờ em mới cảm thấy là tình yêu nghề trong mình mới thực sự là nó mới thực sự là được 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 đốt lửa lên. Okay. Nên mình cảm thấy rất là hạnh phúc.